tiếp nối sản phẩm iGate EW12S. iGate EW12SX ứng dụng công nghệ Mesh Wi-Fi, tạo ra một hệ thống Wi-Fi phủ rộng với một SSID duy nhất, tạo trải nghiệm kết nối liền mạch và ổn định cho người dùng. Đặc biệt, phiên bản mới này được hỗ trợ hai cổng LAN, WAN, 1 cửa E, kết hợp Blackout trên cả hai băng tần, tăng hiệu quả tính năng. Hộp sản phẩm iGate EW12SX của chúng ta sẽ bao gồm một thiết bị iGate EW12SX, một cục nguồn, một dây cáp Ethernet và đi kèm sách hướng dẫn sử dụng. Mặt trước thiết bị sẽ có nút VNPT dùng để kết nối thiết bị cáp với MRE và đèn LED tín hiệu thông báo các trạng thái hoạt động. Mặt sau là các nút chức năng và cổng kết nối. Với nút Reset, chúng ta chỉ cần bấm một lần duy nhất để khởi động lại thiết bị. Đưa thiết bị về trạng thái xuất xưởng, các bạn bấm và giữ trong vòng 5-6 giây. Còn lại chúng ta sẽ có hai cổng WAN, LAN và cổng nguồn thiết bị. Bên dưới là tem của thiết bị được in tên Wi-Fi, địa chỉ IP, username và password để truy cập giao diện quản trị thiết bị. Trong hệ thống mạng Mesh, tín hiệu đèn trạng thái của thiết bị cáp và MRE là khác nhau. Đối với thiết bị cáp, đèn sáng xanh là thiết bị đang có kết nối Internet, với đèn nháy đỏ thông báo thiết bị không có kết nối Internet. Đèn nháy xanh là thiết bị đang thiết lập mạng Mesh. Đối với thiết bị MRE, đèn sáng xanh là thông báo thiết bị đã kết nối vào mạng Mesh với các mức tín hiệu tốt. Đèn sáng xanh lam, thiết bị đã kết nối vào mạng Mesh với mức tín hiệu trung bình. Và khi thiết bị nháy đỏ là thiết bị đang không được kết nối với thiết bị cáp. Và khi đèn nháy xanh lá là thiết bị đang kết nối tới cáp. Vừa rồi là giới thiệu tổng quan về bộ thiết bị iGate EW12SX. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng và cấu hình thiết bị. Hướng dẫn thiết lập mạng Mesh với hai thiết bị iGate EW12SX. Trước tiên chúng ta đặt hai thiết bị cạnh nhau và lần lượt thực hiện các bước sau. Bước 1. Cấp nguồn cho thiết bị. Hiện tại đèn đang đứng đỏ. Chúng ta chờ khoảng 80 giây cho tới khi đèn LED nháy đỏ trên tất cả các thiết bị. Sau đó mới chuyển sang bước 2. Thiết lập mạng Mesh. Chúng ta chọn một thiết bị. Chúng ta chọn một thiết bị bất kỳ làm cáp. Khi đó các thiết bị còn lại sẽ làm MRE. Sau đó chúng ta lần lượt thực hiện các thao tác. Chúng ta sử dụng dây cáp Ethernet kết nối cổng WAN thiết bị cáp tới cổng LAN của bộ định tuyến. Chú ý quan sát khi đèn trên thiết bị cáp đứng xanh lá thì mới thực hiện các thao tác tiếp theo. Khi đèn đứng xanh lá, chúng ta sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop để kết nối vào mạng Wi-Fi thiết bị. Kiểm tra lại tên Wi-Fi in trên tem đáy thiết bị cáp để đảm bảo chúng ta đã kết nối đúng mạng Wi-Fi. Sử dụng trình duyệt Internet kết nối WebGuide thiết bị qua địa chỉ 192.168.88.1, nhập username root, password VNPT viết hoa và nhấn vào nút login. Trên WebGuide, thiết bị lần lượt nhấn nút Next tới mục 2.4 Wireless để đặt lại tên Wi-Fi và mật khẩu. Tiếp theo, bật tính năng Dual Band in One. Sau đó nhấn Next tới mục cuối cùng và chọn Save and Apply. Sau khoảng 30 giây, quá trình thiết lập hoàn tất, chúng ta kết nối lại mạng Wi-Fi với tên Wi-Fi và mật khẩu mới vừa thiết lập. Chúng ta kết nối thiết bị MRE tới cáp, thực hiện nhấn đồng thời nút VNPT trên cả hai thiết bị. Cuối cùng, kiểm tra tốc độ truy cập Internet ngay trên trình duyệt Internet bằng cách truy cập trang speedtest.net. Với hai cổng WAN, LAN, 1GE, iGate EW12SX đáp ứng mọi gói cước Internet hiện hành cho tốc độ kết nối cao nhất. Tiếp theo, chúng ta đến với phần khuyến nghị. Trong quá trình triển khai, cần lưu ý một số điểm để hệ thống đạt hiệu quả cao nhất. Khi cài đặt thiết bị cáp và MRE, nên đặt hai thiết bị cạnh nhau. Lựa chọn vị trí lắp đặt MRE, đèn LED chỉ thị màu xanh lá cây để đảm bảo chất lượng kết nối Wi-Fi tốt nhất. Nên đặt thiết bị cáp và MRE ở những vị trí thông thoáng, cách sàn tối thiểu 0,5m. Tránh đặt thiết bị cạnh những nguồn gây nhiễu như TV, tủ lạnh, lò vi sóng. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về iGate EW12SX, các bước cài đặt cũng như khuyến nghị cho việc sử dụng. Chúc các bạn sẽ thao tác thành công và có những trải nghiệm Internet hoàn hảo nhất cùng thiết bị Mesh Wi-Fi mới của VNPT Technology, iGate EW12SX, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối.